Chương trình video 28 ngày có đắt không? Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một trong những cái bí quyết tuyệt vời để bạn có thể tạo ra hàng ngàn video ở ngoài kia để bạn có thể tiếp cận những khách hàng của bạn. Bạn có thể mang giải pháp giá trị của bạn tới những người mà cần nó. Rất là tuyệt vời phải không các bạn? Nếu các bạn thấy tuyệt vời, các bạn hãy comment một điều gì đấy vào cái dưới cái video này để tương tác cùng với tôi. Và câu hỏi hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, và rất nhiều người hỏi tôi là video 28 ngày anh bán bao nhiêu, nó có thực sự đắt lên bạn hay không? Đây là một trong những cái điều tuyệt vời của các bạn. Nếu mà 28 ngày video làm liên tục để bạn tạo ra được một cái công cụ tuyệt vời trong kinh doanh của bạn, thì bạn chấp nhận chi nó ra bao nhiêu tiền để hoàn thành việc này. Tôi nhớ rằng cái khóa học video marketing này tôi học ở ngoài kia, tôi phải nộp một cái chi phí là khoảng 10 triệu đồng cho tất cả những điều tuyệt vời này. Tại vì tôi sẽ nhận được 28 ngày liên tục để làm video, và quan trọng nhất là tôi có hàng ngàn tiêu đề để tôi có thể làm bí quyết, làm công cụ để tôi ghép cái sản phẩm của tôi vào để tạo thành một tiêu đề video, và tôi tạo ra một cái video marketing tuyệt vời. Đây là một trong những cái trải nghiệm mà tôi đang làm nó hàng ngày. Thế thì với cái giá 5 triệu đồng cho 1.000 tiêu đề video và bạn thực hiện nó liên tục 28 ngày, thì đây là một cái giá tôi, bản thân tôi cảm thấy rất là thỏa mãn. Tại vì với 5 triệu đồng này tôi có thể kiếm nhiều triệu đồng ở ngoài kia. Đó là một điều tuyệt vời của Xuân Trịnh tôi. Và quan trọng hơn nữa, đó là một trong những cái trải nghiệm để tạo cho tôi cái thói quen hàng ngày có thể làm video, có thể làm kênh YouTube, có thể làm tất cả mọi điều tuyệt vời ngoài kia. Và các bạn thấy không, trong cái chương trình video 28 ngày này, Xuân Trịnh sẽ hướng dẫn các bạn làm những điều như sau. Thứ nhất là các bạn có tiêu đề để các bạn tạo video. Cái thứ hai là các bạn có thể tạo cho mình một kênh YouTube để bạn có thể đăng cái video của bạn lên mạng để tương tác với mọi người. Và quan trọng nhất, tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách để tạo một cái video ở trên có chữ, ở dưới có chữ, và bất kỳ một chữ bạn muốn nằm ở chỗ nào, để người ta có thể không xem nội dung của các bạn nhưng người ta có thể xem cái tiêu đề, có thể xem tất cả những cái điều tuyệt vời này, làm cho cái giải pháp giá trị của bạn gửi đi nó thực sự nó rất có ý nghĩa cho mọi người ngoài kia. Và trong cái chương trình video marketing 28 ngày này, tôi học nó trước đây 5 triệu đồng. Tôi nhớ không nhầm thì 5 triệu đồng. Nhưng trong chương trình này thì tôi sẽ ưu đãi cho bạn một cái giá đặc biệt cho những người mà đăng ký sớm nhất hiện tại bây giờ. Đó chính là bao nhiêu được các bạn nhỉ? Tôi sẽ bán cho các bạn một giá ưu đãi đặc biệt, đó chính là 27 đô la. 27 đô la, bạn hình dung không? Cái khóa học này tôi học mất khoảng 5 triệu đồng, tôi nhớ như thế. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn 28 ngày liên tục để tạo thành một cái checklist, một cái quy trình để tạo video marketing để bạn có thể kinh doanh, bạn có thể kết nối, bạn có thể cho đi giải pháp giá trị ở ngoài kia bằng tất cả những công cụ tuyệt vời mà tôi đã học được nhiều năm qua với mức giá ưu đãi là 27 đô la. Nếu mà bạn thấy đây là một trong những cái thứ nó cần thiết cho công việc kinh doanh, cần thiết cho công việc kết nối của các bạn, các bạn hãy đăng ký ngay, các bạn hãy liên hệ ngay với Xuân Trịnh tôi để các bạn nhận được những tấm vé ưu đãi tuyệt vời để vào tham gia cái lớp học online trực tuyến của Phạm Xuân Trịnh với tiêu đề 28 ngày làm video marketing. Và bạn yên tâm một điều rằng có rất nhiều người đã đăng ký trước bạn và người ta không trả với một cái chi phí như hôm nay tôi làm video này, tôi giới thiệu với bạn, không phải là 27 đô la mà người ta đã trả tôi cái giá, mức giá cao hơn rất nhiều cái mức giá 27 đô la. Không sao cả, người mua trước thì người ta sẽ được thêm một phần quà đặc biệt khác của tôi trong cái chương trình đào tạo trực tuyến này. Còn các bạn, khi mà các bạn là người đang xem video này đến thời điểm bây giờ, các bạn sẽ được mua với giá ưu đãi 27 đô la cho sản phẩm video 28 ngày của Xuân Trịnh. Và quan trọng hơn một điều rằng
Quan trọng hơn một điều rằng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip của Xuân Trịnh đến tới thời điểm này. Xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng các bạn đã có những tấm vé để tham gia chương trình online và có 1 đến 2 buổi đào tạo offline trực tiếp để tôi sửa video cho các bạn, để tôi sửa tất cả những cái ngôn từ, những cái mà nó làm cho cái video của bạn nó không tương tác cao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video clip sau.